ông nam mẫn dừng chân ở vĩnh linh khu vực giới tuyến buổi tối lúc gặp mặt các đồng chí trong đảng ủy xong ông tranh thủ đến thăm một người bạn đồng hương đang công tác ở đây người bạn báo tin cho ông biết bà lê vợ ông đã chết tin ấy như xét đánh ngang vai ông được biết bà chết do bị tai nạn xe cộ trên đường đi công tác hải phòng lòng ông tràn ngập nỗi đau bà lê không chỉ là người vợ thân yêu mà còn là ân nhân người bạn và người đồng chí của ông từ giã người bạn đồng hương trong nỗi buồn tê dại ông trở về cơ quan đảng ủy khu vực giới tuyến lúc trời đã khuya theo chương trình thì ngày mai ông sẽ lên đường ra hà nội sớm cố giấu đi mọi nỗi đau đớn buồn thương đối với vợ nhưng ông biết mình không thể nào nằm được ông dạo ra một khu đất cao gió thổi lộng, trăng tròn còn treo cao ở góc trời phía tây, tỏa sáng vàng vặc. Ông ngồi bệt xuống bụi cỏ, duỗi đôi chân, đưa mắt nhìn về phía cửa tùng, xa xa trước mặt. Cửa của con sông Bến Hải, nơi đã tạm thời phân định giới tuyến Bắc Nam. Bên tay ông như dì rào tiếng sóng vỗ. Ông đăm đăm nhìn về phía đó, trong lòng cuộn lên biết bao nỗi nhớ thương người vợ thân yêu ở đó dòng nước suốt bốn mùa trong vắt thời trai trẻ đã từng soi bóng ông và bà những đêm trăng đi hoạt động qua về thời còn bí mật trên mảnh đất mà ông đang ngồi trên những triền đồi xa xa phía tây ánh trăng đang đọng sáng biết bao lần đã in dấu chân bà và ông những ngày hoạt động trước cách mạng tháng tám dạo ấy cả hai người đều ở trong tỉnh ủy. Tỉnh ủy có khi đóng bí mật ở một làng biển, có lúc đóng ở một xóm hẻo lánh tận chân núi. Ngày ngày, ông đóng vai một thanh niên lái lợn, quần sắn quá gối, ống cao, ống thấp, tay ngoắt ngoắt cái soi. Ông đi hết vùng này đến vùng khác để bắt liên lạc với các đảng viên, truyền đạt chỉ thị, nghị quyết xuống cơ sở. Còn bà đóng vai bán hàng xong, Thời kỳ địch kiểm tra, lùng bố giáo diết, cả hai người đều tạt lên rừng. Ông nhớ một buổi sáng, hai người ngồi dưới một gốc sim. Ông đã hái một bông hoa sim màu tím, mảnh mai và mịn màng đưa cho bà. Anh tặng em một nóa hoa rừng. Đó là thời ông bà tuổi ngoài 20. Ông và bà cũng trải qua những giây phút sôi động, say đắm như mọi đôi trai gái khác. Chiều đến anh thanh niên năm mẫn chợt lên một cơn sốt dữ dội. Toàn thân anh run rẩy sốt, hai hàm răng gõ vào nhau cầm cập, bọt mép trào ra, người co rúm lại. Tình yêu thương đã lấn át mọi sự hổ thẹn. Cô bạn gái, đồng thời là người nữ đồng chí ấy, đã cởi ngay chiếc áo của mình đắp lên cho anh và ôm chặt anh vào lòng. Cơn rét qua đi, cơn nóng lại đến, mặt anh đỏ bừng cô gái bẽn lẽn vội mặc lại chiếc áo nhúng khăn ướt đắp lên đầu cho anh cô gái sờ vào đầu anh tay chân anh chỗ nào cũng nóng rực như có lửa hoàng hôn buông xuống cô gái cúi sát mặt anh hỏi anh có đỡ mệt không đôi mắt anh lúc ấy lờ đờ nhưng cũng đủ nhận biết trên má cô những giọt nước mắt đang lan xuống cơn sốt qua đi đầu anh nhức và đau như bị đóng đanh và gõ búa mấy lần cố đứng lên anh lại lảo đảo ngã xuống khắp người bài hoài rã rời cô gái đã dìu anh về được nhà cơ sở đêm mấy, cô bạn gái thức suốt đêm bên cạnh trời nóng thấy anh mơ màng đi vào giấc ngủ cô bạn gái tranh thủ ra con khe tắm khi quay lại thấy anh đang mê sảng cô hoảng sợ vội vàng cúi xuống gọi anh Nước trên mái tóc dài của cô, nhỏ xuống ướt mặt, ướt cổ anh, làm anh dần tỉnh lại. Cô khẽ khẽ, áp má mắt lạnh của mình vào mặt anh. Chốc chốc cô lại gọi, anh đã tỉnh chưa? Dạo đó, anh em trong cơ quan tỉnh ủy đi công tác cả, nếu không có cô ở bên cạnh anh lần ấy, thì... Ít lâu sau, ông lên cơ quan xứ ủy, còn bà vẫn ở lại tỉnh ủy. Cách mạng tháng 8 thành công, hai người cưới nhau trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Ông được phái sang công tác quân sự. Năm sau, ông về chiến khu, họp đúng dịp bà sinh con trai đầu lòng. Bà hỏi ông đặt tên gì? Ông nói, đặt tên Thắng. Ông cười và nói đùa với bà. Chúng ta đã thắng và sẽ thắng. Ông dùng thời gian rỗi rãi đi lấy củi đốt than cho bà sưởi tối tối ông đưa áo quần của vợ và tã lót của con ra sông giặt rồi cái hôm cuối cùng ông chia tay bà để đi vào chiến trường biển nam bà nắm tay ông nói anh đi chân cứng đá mềm cầu mong anh sức khỏe và vượt qua mọi thử thách để trở về với em và các con bà cười để động viên ông xe chạy ông ngoái lui thấy bà lấy khăn lau mắt và đứng nhìn theo xe ông như một pho tượng cho đến lúc ông khuất sau đường ngoặt ở chiến trường thỉnh thoảng ông nhận được thư và quà bà gửi vào bà không bao giờ chỉ gửi riêng cho ông mà gửi cho cả gia đình của ông trong đó như bác sĩ thư ký bảo vệ những đồng chí ngày đêm sống bên ông mỗi lần nhận được thư bà lòng ông lại rộn lên giờ nghỉ ngơi ông thường đem thư bà ra đọc đi đọc lại. Vậy mà bây giờ con người thân yêu ấy không còn nữa. Qua ánh trăng vằng vặc và không gian mờ ảo vô tận, ông muốn gửi tất cả nỗi yêu thương vô hạn đến với bà. Ông muốn hòa nhập mình vào hương hồn bà. Ông khóc, tiếng khóc vẳng đi xa theo ánh trăng và làn sương ảo mờ sâu thẳm. Em ơi, Lê ơi, những năm tháng dài đằng đẵng em luôn sống trong hy vọng hôm nay anh trở về thì em lại ra đi anh trở về ngôi nhà cũ không có em chỉ có hai con ra đón anh em chỉ còn là một bức ảnh đặt trên bàn thờ anh sẽ đau khổ biết chừng nào khi ba cha con anh gặp nhau mà không có em ông rước khăn lau mắt ánh trăng sáng vằng vặc bỗng ngòa đi trong đôi mắt ông. Đôi tay ông lủng bùng nhưng cũng đủ nghe rõ lao sao tiếng sóng biển từ cửa tùng vọng tới. Thế là kết thúc cuộc đời của một phụ nữ Đàm việc nước, giỏi việc nhà, yêu chồng, thương con, chịu đựng và đợi mong. Tiếng người bạn đồng hương đâu đây vẫn như bên tai ông. Chị Năm đi công tác Hải Phòng về nửa đường thì xe dừng lại nghỉ ngơi người lái xe cho xe đỗ phía trái đường lúc chạy người lái xe cho xe ra giữa lòng đường gặp lúc một xe tải phía sau lao tới và đâm phải trên đời này ông thầm nghĩ sao lại có những người lái xe như vậy chỉ cần một dây cầu thả vô trách nhiệm chỉ cần một tích tắc lơ là của anh ta là cướp đi cuộc sống hạnh phúc lớn lao của một gia đình chỉ cần một khoảnh khắc sao nhãng trong công việc anh ta sẽ đem lại đau thương và bất hạnh cho bao con người còn mấy chục tiếng đồng hồ nữa ông sẽ về tới nhà ông sẽ thấy cô đơn quạnh quẽ nhớ thương bà biết chừng nào ông nam mẫn vẫn ngồi nguyên trên mô đất miên man nghĩ ngợi có tiếng động ông liền quay lại phía sau thấy anh bảo vệ nguyễn phong sơn đã đứng trước mắt chú năm tại sao chú lại thức khuya vậy hình như chú có tin gì không vui phải không chú không không có gì sơn ạ người mà hay gửi thư và quà cho gia đình ta trong đó đã đã sao cô làm sao hả chú không chẳng sao cả chú nhận được tin cô đi công tác nước ngoài chúng mình ra hà nội không được gặp tưởng sao chứ đi nước ngoài thì chúng ta phải điện cho cô về chắc có lẽ thế giọng sơn hạ thấp và trở nên nghiêm. Khuya rồi, cháu mời chú vào nghỉ để mai chúng ta lên đường sớm. Ông Năm Mẫn đứng lên, làm đúng theo mệnh lệnh của anh bảo vệ. Phòng ngủ của ông, điện vẫn sáng. Sơn cho biết ông Hồ Sĩ Thản, bí thư đảng ủy giới tuyến đang đợi ông. Chiếc con măng ca đưa ông Năm Mẫn ra Hà Nội, lên đường sớm. Ngồi trên xe, ông luôn đưa mắt ngắm nhìn làng xóm chạy dọc ven đường nhuốm màu sữa của lớp sương mù ban mai xa xa phía đông ánh lên những cồn cát màu vàng cháy và những cánh đồng xanh biếc mênh mông thỉnh thoảng chiếc xe lại lướt qua những đoàn học sinh mang khăn quàng đỏ ríu rít đến trường như đàn chim sẻ từng tốp người gồng gánh từ các ngõ làng đổ ra đường đi chợ dưới chân những ngọn đồi phía tây từng dòng người chuyển động trên công trường thủy lợi như đàn ong đang xây tổ máy ủi máy xúc khẩn trương làm việc xe đang chạy bỗng dừng lại người lái xe nói với ông thưa chú chúng ta tới phà xin mời chú xuống xe cảnh vật và cuộc sống của hậu phương miền bắc đang trỗi dậy làm vợi đi nỗi đau đớn trong ông ông hít thở khoan khoái, hiểu sâu sắc cuộc sống của đất nước hòa bình và độc lập tự do. Con người thật sự làm chủ thôn xóm và đồng ruộng của mình. Ông bồi hồi, nhớ lại những xóm làng bên kia dưới tuyến, vắng ngắt và buồn tẻ. Đêm đêm vang lên tiếng mõ, tiếng gào kêu ban dở. Việt Cộng, Việt Cộng! Ông nhớ lại những xác người nằm còng queo trong chiếc bao tải bị sóng đánh giạt vào bờ thôn xóm phố phường luôn diễn ra cảnh tra tấn đánh đập bắt bớ của những chiến dịch tố cộng ông lại nhớ đến những đêm làng xóm đội lửa phá ấp phá kìm tiếng gieo hò lùng diệt ác ôn vang dậy tiếng vỗ tay như sấm khi ta tuyên bố chính quyền đã thuộc về tay nhân dân không hiểu sao lúc này ông lại chợt nhớ đến hình ảnh ông hà người đồng chí người bạn trí cốt hiên ngang trên đoạn đầu đài. Vừa hồi tưởng, chân ông vừa nhẹ nhàng, dạo bước xuống phà. Một tiếng phanh rít lên và chiếc con măng ca đỗ xịch bên cạnh. Ông ngoái lại, từ trên xe, một sĩ quan cao lớn mang hàm trung tá bước xuống. Anh ta có khuôn mặt hình chữ điền, sống mũi cao và thuôn, mái tóc xanh mượt, làm nổi lên làn da trắng hồng của anh thấy ông năm mẫn quay lại nhìn mình, người sĩ quan liền bước đến, ôm choàng người ông gọi như reo lên, "Chú năm, chú năm, chú có nhớ cháu không?" Hành khách xuống phà đều dừng lại, đổ mắt nhìn anh ngạc nhiên. Ông năm mẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh trong giây lát, hỏi, "Ủa, thằng Trấn, thằng Trấn phải không?" Nước mắt Trấn ứa ra, ông năm mẫn ôm chặt lấy anh đầu anh gục vào vai ông ông vỗ vỗ vào vai anh nói như khuyên một đứa trẻ trấn đừng khóc cháu chú năm sao chú già và gầy quá vậy ờ chú ở chiến trường mà không gầy sao được trấn quệt giọt nước mắt đọng lại trên hai má giọng anh khàn khàn chú năm nhận được điện của bộ tư lệnh cháu liền đưa xe vào giới tuyến đón chú nhưng tới nơi thì chú đã lên đường Cháu vội đuổi theo Bây giờ cháu đề nghị chú cho xe lui Và mời chú lên xe cháu Để vào bộ tư lệnh sư đoàn 253 Sau đó sẽ có trực thăng đón chú Đại tướng Nguyễn Trí Thanh ra Hà Nội Ông Nam Mẫn vẫn chưa hết xúc động Nhìn Trấn không rời mắt Giọng ông chậm rãi Trấn à Cháu gần 30 tuổi rồi đấy Vâng chú vẫn nhớ tuổi cháu Cháu vừa dẫn một trung đoàn đi mở đường Trường Sơn về. Suốt ba tháng xẻ núi đắp đường. Bây giờ thì ô tô có thể chở hàng vào tới phía nam đường 9 được rồi chú ạ. Chẳng bao lâu nữa ô tô sẽ chở súng đạn, lương thực, thuốc men vào tận chiến trường nam bộ. Ông Nam Mẫn gật đầu, bước theo Trấn lên xe để trở về sư đoàn 253. Ông đưa tay quảng qua vai chấn kéo sát anh vào người mình báo một tin buồn ba cháu đã bị mỹ diệm bắt cháu đã biết tin đó chưa thưa chú chưa ạ à? ba cháu bị bắt rồi sao ông im lặng trong giây lát để xem sự phản ứng của chấn khi nhận được tin không vui ở giây lát ấy hình ảnh ông hà hiên ngang trên pháp trường với những lời lên án và buộc tội kẻ thù vang lên đanh thép bên dưới quần chúng ảo ạt à sông lên như thác trào lửa dậy để giải cứu ông khi ông tự đặt đầu mình xuống bệ máy chém để tuyên chiến với kẻ thù hiện lên rõ nét trong ông đắn đo giây lát ông lại nói tiếp trấn hạ à, chú không giấu cháu điều gì và cũng không có điều gì để giấu cháu cả bởi cháu là một đảng viên kiên cường một cán bộ biết hy sinh và chịu đựng ông nam mẫn bắt gặp ánh mắt của trấn ông chợt hiểu tất cả ông quyết định kể cho trấn biết hết về tình hình xóm làng bố mẹ và người yêu của anh biết tin bố bị giặc hành hình mẹ bị đầy ra côn đảo em trai bị tù đầy nhạn người vợ mới đính hôn phải chịu đựng trấn bất ngờ ngắt lời ông chú năm cháu không thể ở mãi ở miền bắc để đợi thêm một phút nào nữa ruột gan cháu lúc nào cũng cháy bỏng chú ạ à. Ông Nam Mẫn lại đặt tay lên vai anh. Trấn phải bình tĩnh mới được. Hiện nay mới chỉ là pha đầu của một trận đánh dài. Tuy thế, lần này thì cháu có thể về được rồi. Tình hình đòi hỏi rất cấp bách. Cả nước phải khẩn trương, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ. Chiếc xe chạy vòng qua một con đường ngang, sợ bóng phi lao, dừng lại trước cổng lớn. Trên có dòng chữ chạy dài, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Trấn giới thiệu với ông, đây là sở chỉ huy sư đoàn 253. Doanh trại nằm trên một khu đất cao và khá rộng với những dãy nhà hai tầng mọc san sát. Đưa tay chào hai chiến sĩ gác cổng xong, chấn lệnh cho người lái xe đi thẳng vào hội trường. Hàng chục sĩ quan cấp tá đang có mặt trên sân. Trấn xuống xe, bước đến trước mặt một người cao mạnh khảnh có đôi mắt một mí, lông mày rậm dài, có nhiều sợi vượt ra ngoài. Anh đưa tay lên vành mũ trào và nói rõ rạc. Báo cáo Đại tá Tư lệnh Quân khu, tôi Trung tá Đặng Văn Trấn, tham mưu trưởng Sư đoàn 253, được lệnh đi đón đồng chí Nam Mẫn, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Tư lệnh đưa tay chào đáp lại, cũng vừa lúc ông Nam Mẫn bước đến. Đại tá Vũ Nam Long kịp nhận ra và ôm choàng lấy ông nam mẫn ông vũ nhẹ bàn tay vào lưng đại tá vũ nam long liền mấy cái và gọi nam long hai người lặng đi trong giây lát ông nam mẫn buông tay ra nhìn đại tá hỏi nam long khỏe chứ khỏe thôi xa nhau lâu quá rồi giọng ông khe khẽ và kéo dài nói tiếp anh Nam dạo này già quá ông nam mẫn cười đáp vui ở chiến trường anh tính làm sao béo được mà ai béo ra tức là có tội với nhân dân. Ông nằm mẫn cười rồi quay lại phía các sĩ quan chào họ. Đại tá Nam Long giới thiệu với ông về những sĩ quan mà ông đang bắt tay. Đây là đồng chí Võ Phi trọng, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 253, một người chuyên làm công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của mình, an tâm chờ đợi ở hậu phương nhưng chính mình thì lại sốt ruột hơn ai hết. Lần nào lên quân khu, thấy mặt chúng tôi lại đòi đi vào chiến trường. Ông nhìn người sĩ quan mà mình đang bắt tay với tất cả sự mến yêu và thiện cảm. Ông ngắm khuôn mặt quắc thước, làn da mai mái đen của người sĩ quan và ông đã nhận ra người sĩ quan này hình như mình đã gặp nhiều lần ở mặt trận Campuchia và Nam Lào trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh đánh thực dân pháp ông hỏi tôi được gặp đồng chí lần đầu tiên lúc đồng chí còn chỉ huy đại đội độc lập có phải không không đợi võ phi trọng trả lời ông nam mẫn đưa tay ra bắt đồng chí sĩ quan thứ hai đại tá vũ nam long lại giới thiệu đây là trung tá dương ban nuôi đồng chí này còn gai go hơn lần nào lên quân khu cũng nói tiếng súng trường nổ Nghe gần lắm rồi, nóng ruột nóng gan, chịu không nổi thủ trưởng ơi. Lần này ra, anh giải thích cho các đồng chí yên tâm. Đến sĩ quan thứ ba thứ tư, ông giới thiệu đó là Nguyễn Văn Trần và Lê Đình Sang, phó tham mưu trưởng sư đoàn 253. Các đồng chí ấy đều có tâm trạng giống nhau, ai cũng muốn bay ngay vào chiến trường. Lần này anh Năm phải giải thích cho các đồng chí ấy rõ tình hình. Ông Nam Mẫn nhìn đại tá tư lệnh cười hóm hình. Thưa thủ trưởng, còn thủ trưởng thì vẫn luôn luôn an tâm, không thắc mắc, không sốt ruột ra trận chứ. Nghe ông Nam Mẫn hỏi, các sĩ quan đều cười vui vì ông đã chọc đúng chỗ yếu của đại tá tư lệnh trưởng. Ông biết đại tá Vũ Nam Long ngày cách mạng tháng 8 mới thành công. Ông phụ trách đơn vị bảo vệ Bắc Hồ và Trung ương. Ngày ngày, Vũ Nam Long thường lên gặp bác vào lúc chập trọn tối và xin bác cho Nam Tiến. Một hôm, bác Hồ đang làm việc với đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, thì ông vào và nói luôn, thưa cụ, giặc Pháp đang bắn giết, hãm hiếp, cướp bóc đồng bào mình trong Nam. Cháu nóng ruột và thiết tha xin cụ cho cháu ra đơn vị chiến đấu để Nam Tiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi cạnh bác Hồ nhìn ông và tủm tìm Ông cũng đưa mắt nhìn đại tướng để cầu cứu, mong được đại tướng có ý kiến thêm để chi viện cho sự khát khao của mình được toại nguyện. Mấy ngày trước khi thủ đô Hà Nội vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền thì ông từ vùng căn cứ về và gặp đại tướng. Đại tướng thấy ông mừng rỡ, "A, à, Nam Long đây rồi. Nam Long được phân công phụ trách đại đội trưởng nhưng quân chưa đến kịp." đàm quang trung nhận đủ quân và đã đưa đơn vị đi trong lúc chờ đợi nam long tạm thời phụ trách đơn vị bảo vệ bác và chính phủ đối với đại tướng ông hết mực yêu mến và kính trọng nên miễn cưỡng chấp hành nhưng nghĩ lui nghĩ tới một lúc ông lại nói thưa đồng chí nam long xin trở quân là nam long đi đánh thôi đại tướng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn ông hỏi nam long có thương ông cụ không có. Có nghe lời đoàn thể không? Có. Bộ đội đi rồi, Nam Long về chỗ Bác Hồ. Bác bận công việc suốt ngày. hàng ngày khi ăn cơm tối xong, bác mới dành 10 phút để nói chuyện tình hình cho đội bảo vệ nghe. Thấy không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Lương Bằng hỏi ông. Nam Long thấy Hà Nội có vui không? Chẳng thấy vui gì cả. Nam Long thích gì? Dạ, thanh niên chỉ thích đi trận đánh giặc thôi bác đưa mắt nhìn đại tướng võ nguyên giáp và đồng chí nguyễn lương bằng hỏi thế nào ý kiến các chú ra sao đại tướng nhìn bác đáp bác cho đi thì được thôi bác nhìn ông rồi nói thôi được chú chuẩn bị mai đi ông vội vàng chào và quay ra đi như bay xuống hai tầng gác đêm đó bác dành thời gian nói chuyện với ông chú nam long chú cũng biết thằng Pháp mạnh giàu, nhiều súng đạn, nhưng nó yếu về mặt tinh thần. Nó sợ chết. Mình ít súng đạn, nhưng mạnh về tinh thần. Chú phải biết chọn cách đánh tốt nhất. Sáng hôm sau, ông dẫn chi đội một nam tiến bằng xe lửa. Lúc ấy, ông Nam Mẫn đại diện địa phương cùng đồng chí Nguyễn Trí Thanh ra đón Nam Long khi tàu lửa chở chi đội dừng lại ở nhà ga. Nhân dân gieo mừng đón đơn vị ông cơm nước, quà thuốc tiếp tế cho bộ đội Nam Tiến với tất cả tấm lòng. Ông còn nhớ hình ảnh đồng chí Nguyễn Trí Thanh, giản dị, nói chuyện ngắn gọn mà sôi động. Giờ đây, từ biển lửa bước ra, ông Nam Mẫn càng thấu hiểu tâm trạng của Đại tá Tư lệnh Nam Long và các sĩ quan trong quân khu. Khi đồng bào chiến sĩ miền Nam đang gọi kêu dục rã đó cũng là tâm trạng đang cháy bỏng của những người ở hậu phương lớn miền Bắc. Không có gì đẹp hơn lòng yêu nước và lòng yêu nước đã làm cho con người đáng yêu và cao thượng biết chừng nào. Giữa phút gặp gỡ bất ngờ này, không hiểu sao ông Nam Mẫn chợt nhớ lại một đêm nằm dưới hầm bí mật, tối om như hũ nút. Ông mở máy thu thanh và nghe đài tiếng nói Việt Nam từng thuật lại hình ảnh bác Hồ cầm khăn lau mắt khi nghe quốc hội đề nghị tặng bác tấm huân chương cao quý nhất bác đã xin quốc hội cho khất lại đợi lúc nào miền nam hoàn toàn giải phóng để tự tay đồng bào miền nam trao cho bác bác nói một ngày miền nam còn sống trong máu lửa là một ngày bác ăn không ngon ngủ không yên thấy ông nam mẫn nhìn các sĩ quan lặng đi bằng đôi mắt xúc động đại tá vũ nam long đang định mời ông vào hội trường thì ông đã lên tiếng các đồng chí nguyện vọng sớm vào chiến trường là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhưng chúng ta là những người biết chiến đấu biết chiến thắng do đó phải biết ra trận khi nào cho đúng lúc ông năm mẫn ngừng lại ông nhìn các sĩ quan vây quanh ông mỗi lúc một đông ông nói tiếp các đồng chí chúng ta phải biết chiến thắng kẻ thù trong trận đánh cuối cùng đã đến lúc đồng bào đồng chí miền nam đang cần sự có mặt của chúng ta đáp lại lời ông là một chàng vỗ tay vang dậy một sĩ quan cất lên bài ca giải phóng miền nam hùng tráng tất cả mọi người hát theo họ vừa hát vừa nhịp bước theo ông nam mẫn và đại tá vũ nam long vào hội trường các sĩ quan trong quân đội dự lớp tập huấn đang ngồi chật hội trường, nghe tiếng hát đều đứng dậy, vỗ tay và hát theo. Tiếng hát chấm dứt, cả hội trường bỗng trở nên ồn ào khi có tiếng động cơ của chiếc máy bay lên thẳng đang từ từ đáp xuống sân cỏ. Từ trên máy bay, một người có dáng vóc tầm thước, nét mặt thân thuộc, mặc quân phục mùa hè bước xuống. Ông Năm Mẫn nhận ra người đó là đại tướng nguyễn trí thanh đi bên cạnh đại tướng là chính ủy quân khu đồng sĩ nguyên người cao to đầu hối cua khuôn mặt chữ điền đại tá tư lệnh hô lớn nghiêm ông quay người lại khi đại tướng vừa bước vào cửa giọng ông mạch lạc tôi đại tá tư lệnh quân khu báo cáo đồng chí đại tướng các sĩ quan trong quân khu đang có mặt đông đủ sẵn sàng cho lệnh của đồng chí. Đại tướng đưa tay lên vành mũ chào đáp lại. Đồng chí cho anh em nghỉ. Ra lệnh xong, đại tá tư lệnh đưa đại tướng Nguyễn Trí Thanh lên phía bục. Cả hội trường đứng lên cùng với chàng pháo tay vang dậy. Từ trên bục, đại tướng đưa hai bàn tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Bước đến gần chiếc micro, xin chào các đồng chí Chào những người vừa đi xây dựng đường Trường Sơn, một kỳ tích của thế kỷ 20. Chưa có thời kỳ nào người Việt Nam biểu lộ được sức mạnh phi thường như thời đại chúng ta, thời đại mà chân lý độc lập, tự do và làm chủ xã hội rực sáng như ánh mặt trời. Mấy hôm nay, từ trên đỉnh cao của dãy Trường Sơn, tôi đã nhìn thấy các đồng chí xẻ núi mở đường cho xe ra mặt trận. Sức mạnh của các đồng chí là ý chí bất khuất của một dân tộc